Sáng nay 22 tháng 9, quỹ viên ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà, và chúc mừng bà con đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, huyện Tịnh Biên, nhất lễ Sedota 2022. Đoàn đã đến thăm chùa Spenler và chùa Sarat, xã Vĩnh Trung. Tại đây, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết và các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi tình hình chuẩn bị đón mừng lễ Ta của đồng bào Khmer trên địa bàn, đồng thời ghi nhận và biểu dương các vị trụ trì sư sải tà cha cùng bà con đã có nhiều đóng góp trong đạo sự, phát triển kinh tế xã hội địa phương, đặc biệt là tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19 trong suốt thời gian qua. Chúc mừng các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức sư sải và đồng bào dân tộc thiểu số Khmer đón lễ Sonanta năm 2022 vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc và an toàn. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh, dù còn nhiều khó khăn, nhưng tỉnh quỹ Hội đồng Nhân dân, Quỹ ban dân, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang và địa phương sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer ngày càng phát triển. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang mong muốn các nhà chùa tiếp tục tuyên truyền, dân động Phật tử và bà con Khmer chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cố gắng chi thú làm ăn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong đồng bào Khmer đến thăm chúc mừng các vị sư sãi tại A Cha và bà con Phật tử Khmer tại chùa Preven, Tức Stukfo, quyền Tri Tôn, chùa mới Tà Ngáo, huyện Tịnh Biên, Nhất lễ Sedota của đồng bào Khmer, Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính quỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cùng đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi và chúc sức khỏe các vị hòa thượng, thượng tọa cùng các vị sư, đồng bào Phật tử đón lễ Sedota năm 2022 vui tươi, an lành, hạnh phúc, đoàn kết, chung sức, chung lòng, xây dựng quê hương, giàu đẹp, dân minh. Đại diện chủ trì các chùa cảm ơn đến đoàn và sự quan tâm của đảng, nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer trong thời gian qua đặc biệt quan tâm đến các lễ hội truyền thống hàng năm của đồng bào Khmer trong tỉnh. Đến thăm và chúc mừng các chùa Khmer trên địa bàn xã An Tức nhân lễ Sonanta, đoàn lãnh đạo quyền Tri Tôn ghi nhận những đóng góp của các vị quà thượng thượng tọa sư sải Ta A Cha và đồng bào Phật tử trong thời gian qua, thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, đoàn kết để mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, nhất là việc duy trì thường xuyên các lớp dạy chữ Khmer cho bà con Phật tử và học sinh trong dịp hè, phát huy giữ gìn ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ và nét văn hóa truyền thống dân tộc. Đoàn mong muốn trong thời gian tới các vị sư sải, ban quản trị các chùa tiếp tục phát huy khối đầy đoàn kết dân tộc dân động con cháu giữ vững truyền thống cách mạng bản sắc chăn hóa tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước hỗ trợ giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất ổn định cuộc sống